5 bất thường trong cơ thể phụ nữ cảnh báo thiếu progesterone. Progesterone trong cơ thể phụ nữ là một loại hormone do buồng trứng tiết ra. Không chỉ có tác dụng duy trì chu kỳ kinh nguyệt bình thường, mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình thụ thai và mang thai. Vì vậy, tình trạng thiếu hụt progesterone trầm trọng trong cơ thể phụ nữ có thể là một điều có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ không biết khi cơ thể thiếu progesterone trầm trọng sẽ xảy ra những triệu chứng gì. Dưới đây là một số triệu chứng cần lưu ý. Đầu tiên là kinh nguyệt bất thường. Đối với phụ nữ, nếu cơ thể thiếu progesterone thì đầu tiên sẽ có biểu hiện kinh nguyệt bất thường. Hầu hết phụ nữ sẽ có lượng kinh nguyệt ít hơn rất nhiều và chu kỳ kinh nguyệt sẽ rất ngắn. Trong khi đó, một số phụ nữ sẽ có bị rong kinh hoặc có kinh nguyệt liên tục. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng progesterone quá thấp ảnh hưởng đến hormone trong cơ thể. Triệu chứng thứ hai là loãng xương. Nguyên nhân phổ biến gây thiếu progesterone ở phụ nữ có liên quan đến chức năng buồng trứng suy giảm hoặc thậm chí là suy buồng trứng. Nếu chức năng buồng trứng có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến việc tiết progesterone và estrogen, dễ gây loãng xương ở phụ nữ. Vì vậy, nhóm người phụ nữ thiếu progesterone thường mắc phải các triệu chứng như chuột rút ở chân, bàn chân, đau thắt lưng, đau khớp. Các dấu hiệu này đặc biệt hay xuất hiện ở một số phụ nữ trung niên và cao tuổi. Thứ ba là khó thụ thai. Sau khi người phụ nữ có kinh nguyệt, progesterone sẽ khiến các tuyến ở niêm mạc tử cung phát triển nhanh chóng, làm dày nội mạc tử cung và chuẩn bị đầy đủ cho việc làm tổ của trứng đã thụ tinh. Nếu progesterone quá thấp, nó không chỉ làm giảm lượng kinh nguyệt mà còn ảnh hưởng đến thời kỳ rụng trứng của phụ nữ và sức khỏe của nội mạc tử cung, từ đó gây khó khăn trong việc thụ thai. Thứ tư là dễ sảy thai. Progesterone đóng vai trò duy trì sự ổn định của tử cung trong cơ thể phụ nữ. Sau khi phụ nữ mang thai, progesterone sẽ ngăn chặn sự co bóp tử cung quá mức, tạo môi trường phát triển ổn định cho phôi thai. Tuy nhiên, nếu progesterone không đủ hoặc suy giảm nghiêm trọng, thì tử cung không thể duy trì được sự ổn định, dễ xảy ra nguy cơ sảy thai. Và thứ năm là thay đổi vú. Đối với các bé gái trong thời kỳ phát triển, progesterone có thể thúc đẩy sự phát triển của ngực. Tuy nhiên, nếu cơ thể phụ nữ thiếu progesterone trầm trọng sẽ gây ra những thay đổi lớn ở ngực phụ nữ, như ngực kém phát triển, dễ bị chảy xệ, teo da. Đối với các bà mẹ đang nuôi con nhỏ rất dễ bị thiếu sữa hoặc không có sữa. Vậy làm thế nào để tăng mức progesterone tự nhiên? Để cải thiện mức progesterone, phụ nữ nên duy trì cân nặng khỏe mạnh, tránh tập thể dục quá sức, hạn chế căng thẳng, ăn thực phẩm thúc đẩy progesterone như đậu, bông cải xanh, khoai lang, bơ và ngũ cốc nguyên hạt và yến mạch. Ngoài ra, quả sung cũng có tác dụng duy trì cải thiện chức năng bài tiết của buồng trứng.